2020 này thì bản thân tôi thì cũng có rất nhiều các cái dự định. Thì cái dự định đầu tiên đó là sao mà đẩy mạnh được cái mảng đào tạo. Và mục tiêu thứ hai là có thể phát triển về cái mảng kinh doanh về salon của công ty. Mong muốn là làm việc công tác của một công ty có những kế hoạch mà dài hơi về cả phần đào tạo cũng như là kinh doanh, đạt được những cái thành tích tốt nhất trong năm 2020 này. Bản thân cá nhân tôi thì cũng luôn luôn hàng ngày trau dồi cái kinh nghiệm và cái kiến thức của mình. Và cái mục tiêu trong năm 2020 này thì tôi cũng sẽ học hỏi thêm chuyên sâu để nâng cao thêm năng lực của bản thân. Và dự định cũng có thể là học hỏi những cái xu hướng mới của các cái hãng lớn ở trên thế giới, tìm hiểu kỹ hơn về các cái xu hướng là cắt uốn. Và hiện tại thì nước Việt Nam chúng ta cũng đang khá là thực hành cái xu hướng Hàn Nhật. Năm tiếp theo thì tôi sẽ tìm tòi, tìm hiểu và nghiên cứu thêm những cái xu hướng của các cái nước khác. Vấn đề là một chút là gia đình cũng là quan trọng nhất rồi. Thì ngoài cái công việc thì mình cũng sẽ cố gắng là thu xếp thời gian dành cho gia đình. Năm 2020 sẽ đi được du lịch nhiều nơi, nhất là nước ngoài, ví dụ như Hàn Quốc, Thái Lan, và nhất là cũng như một giải thưởng của công ty là Singapore và Malaysia. Và cố gắng tiết kiếm được một tấm chồng, một mái ấm riêng với một người mà mình có thể đồng hành được. Kế hoạch dự định năm tới của em là hoàn thành hết 4 năm học đại học và lấy được bằng ra trường và kiếm được thật nhiều tiền để đi du lịch. Em đi du lịch thì em thích đi Singapore, Hàn Quốc và các nước ngoài. Trong nước thì có Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Về gia đình thì em luôn mong muốn là có một gia đình hạnh phúc và mọi người trong gia đình sẽ có một cái sức khỏe thật là khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong gia đình. Sắp tới thì tối nay em cũng mong muốn là tìm được một người lý tưởng. Năm 2020 sắp tới thì mình mong muốn là mình sẽ hoàn thành tốt các công việc mà mình được giao, sao đầy đủ chỉ tiêu dân số của từng tháng này, và sẽ trao đổi thêm khá là kiến thức, và nếu mà có thời gian thì mong muốn là sẽ học thêm một số ngoại ngữ đó thì càng tốt. Ngoài ra thì muốn có cũng dành nhiều thời gian thêm nữa trong gia đình. 2019 là tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sang năm 2020 tôi có mong muốn là mình có một sức khỏe tốt, cùng với gia đình có một sức khỏe, đạt được nhiều cái hạnh phúc trong gia đình. Tôi có mong muốn là mọi việc tốt đẹp đến cho gia đình tôi. Hai nữa là trong công việc thì tôi muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn cao. Mục tiêu của em trong năm 2020 này rất là nhiều, nhưng mà đầu tiên thì em muốn là hoàn thành tốt các công việc được sao, đầy đủ các chỉ tiêu doanh số trong năm 2020 tới này. Và một điều nữa là em muốn kiếm được thật nhiều tiền để được tiêu thụ thật là nhiều nơi. Thì em mong muốn cho mình và bản thân mình và gia đình rất là nhiều sức khỏe. Trong năm 2020 em sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành thật tốt công việc mà công ty giao, và em cũng dự định đi du lịch một số nơi ở trong nước như là Đà Nẵng, Nha Trang mà em chưa từng được đi. Còn về phần gia đình thì em sẽ cố gắng phấn đấu lập gia đình trong năm tới ạ. Trong năm tới nếu mà có người đấy thì em đi du lịch cùng, không thì em sẽ đi du lịch cùng gia đình và đồng nghiệp trong công ty ạ. Xin chào tất cả mọi người. Khi nhắc đến năm 2019 thì đối với mình đó là một năm có rất nhiều thử thách đã xảy đến với mình. Có những thử thách thì mình đã vượt qua và có những thử thách thì mình vẫn đang cần cố gắng. Đến năm 2020 mình mong là mình sẽ có đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua thử thách lớn này và có một kết quả như mong muốn. Sang năm mới thì mình cũng có một chút mong muốn và dự định là cho bé lớn nhà mình thì đi hè và mùa hè đi tập bơi. Còn bé thứ hai thì đi học môn năng khiếu như hát và múa. Và có dự định chờ hè năm 2020 là cả nhà sẽ đi du lịch cùng với nhau. Cho thì mình có dự định là đi du lịch trong nước như là Đà Nẵng. Và mong muốn mình sẽ hôm nay. Cho
năm 2019 cái nhiều dấu ấn đã qua đi. Trong năm vừa rồi thì công việc của mình cũng gặp khá nhiều khó khăn và thử thách. Nhân được cái sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty cùng các anh em nhân viên trong công ty thì mình đã hoàn thành tốt các công việc được giao. Mình mong muốn trong năm mới sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của công ty. Bước qua năm 20 thì em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc ở đây và đặt ra mục tiêu cho mình là chăm sóc thật tốt cho bản thân để chào đón một thành viên mới ra đời. Mục tiêu năm nay của em chỉ muốn là mình sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa và có thể là hoàn thành tốt công việc hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Gia đình thì em mong là mình có thể trau dồi được hơn nữa kiến thức để sẵn sàng bắt đầu làm mẹ. Chào đón thành viên mới. Kế hoạch của sang năm nay mình sẽ mong rằng là mình có nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe để có thể rằng là đảm nhận được công việc, nhiều ý tưởng để làm sao mà mình sẽ đào tạo cho các em học viên cập nhật xu hướng, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Và cũng mong rằng là sẽ với cả những cái mà mình đào tạo các em học viên, tất cả những cái tâm huyết của mình sẽ dành cho các em ấy thì các em ấy sẽ thành công trên cái con đường mà các em ấy đã chọn. Năm 2020 này thì mình rất là nhiều dự định, nhưng mà dự định đầu tiên là được cho con gái lớn đi học và cho các cháu đi học thì cái nơi mà trung tâm mà tốt. Đấy là mong muốn và cố gắng trong năm tới. Năm nay là cháu vào lớp 1, thế nên là dự định là cho cháu đi học bắt đầu là cặp sách tới trường ấy, dành nhiều thời gian cho con hơn là đưa đón con đi học và trở thành cùng con. Trong năm 2020 mình có dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn liên quan đến lĩnh vực đồ họa để có thể có được những nội dung marketing tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ các bạn kinh doanh có được mức doanh số cao hơn so với năm 2019. Trong năm nay thì mình cũng đón thêm một thành viên mới trong gia đình, một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu, và mình hy vọng rằng mình sẽ chăm sóc được tốt hơn nữa cho gia đình của mình. Năm nay thì mình cũng mong muốn rằng sắp xếp thêm được thời gian để có thể chơi được môn thể thao mình yêu thích, ví dụ như bơi lội chẳng hạn. Trong năm 2020 và tương lai sau này em cố gắng học tập chăm chỉ để có một bằng đại học thật tốt, được khám phá nhiều quán chè bưởi ngon ở Hà Nội, cả quen hết. Năm 2020 thì mình mong muốn rằng là tất cả những người thân yêu của mình sẽ được mạnh khỏe, và đối với mình thì mình sẽ cố gắng hoàn thành trong công việc, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Chào Xuân Khánh Tý 2020. Thì lời chúc mà đầu tiên thì cũng muốn gửi đến toàn bộ công ty Suvina, chúc cho công ty luôn làm ăn phát đạt, thành công, phát tài phát lộc và luôn luôn đạt được cái doanh thu cao nhất, bội thu, thành công tuyệt vời. Và cũng gửi lời chúc đến toàn bộ nhân viên của công ty luôn luôn đạt được cái chỉ tiêu của mình, luôn phát triển ngày một thăng hoa hơn, và cũng như là chúc tới gia đình, bạn bè những cái lời chúc sức khỏe, luôn luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì chúc mọi người luôn luôn có hai chữ là bình an. Nhân dịp chào xuân năm mới 2020, em xin chúc toàn thể ban lãnh đạo công ty và các anh chị đồng nghiệp một năm mới an khang thịnh vượng và thành công rực rỡ. Xin chúc mọi người luôn có sức khỏe, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng và đạt được những chỉ tiêu mà công ty đã đề ra. Xin chúc tất cả mọi người trong buổi tiệc ngày hôm nay có một năm mới vạn sự như ý, đạt được những điều mình mong muốn, luôn gặp may mắn và thành công trong công việc. Năm mới em xin gửi một lời kính chúc đến toàn thể các anh chị trong công ty có một năm mới gia đình an khang, thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và kính chúc mọi người có một năm mới ngập tràn niềm vui, sức khỏe dồi dào và luôn luôn có một gia đình ấm lo và hạnh phúc.
Nhân dịp năm 2020 sắp đến thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể ban lãnh đạo công ty cũng như là toàn thể anh chị em nhân viên cho công ty. Chúc cho công ty Surina của chúng ta có một ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Chúc cho toàn bộ anh chị em nhân viên cho công ty cũng như là những người thân yêu của mình và bạn bè của mình có một mùa xuân mới thật là vui vẻ, may mắn. Tiền luôn đầy túi và tình luôn là không đầy tim. Và sang năm 20 này tôi chúc mọi người có sức khỏe dồi dào, làm tốt mọi các việc của gia đình và công ty, đạt được kết quả cao và chúc mọi người được mạnh khỏe, vui vẻ trong năm 20 này. Năm 2020 em xin gửi lời chúc mừng ban lãnh đạo công ty và anh chị em nhân viên một lời chúc sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Em xin gửi lời chúc đến quý khách mời có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong năm 2020 sắp tới mình xin gửi lời chúc đến tất cả nhân viên công ty và toàn thể khách mời một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và năm mới đã đến, chúc cho toàn thể các anh chị em trong công ty ngày càng khỏe mạnh, mọi sự như ý, và chúc cho công ty thì ngày càng phát triển, vui may bán đắt. Sang năm mới 2020 thì mình cũng xin chúc toàn thể anh em trong công ty với anh sếp Hoàng Dương và chúc tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc tất nhiên năm nay một năm mới là an khang thịnh vượng. Trong những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi và chuẩn bị đón năm mới Canh Tí thì mình cũng gửi tới lời chúc tới ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn, may mắn ngập tràn và thành công vượt trội. Bước sang năm mới 2020 thì em xin gửi lời chúc tới ban giám đốc cũng như toàn thể các anh chị em trong công ty và tất cả các vị khách mời ở đây một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Nhân dịp sang năm mới mình chúc toàn bộ ban giám đốc công ty sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt, may mắn và sẽ thu hút được nhiều học sinh hơn, và chúc cho toàn bộ tất cả các anh chị em trong công ty một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự tình tốt đẹp, tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho các bạn trong năm nay. Nhân dịp năm mới xin chúc ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các anh chị em trong nhân viên trong công ty một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui, thành công và hạnh phúc. Chúc công ty Surina ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúc cho toàn thể quý khách trong buổi tiệc ngày hôm nay năm mới nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Trong không khí Tết đến xuân về thì xin gửi lời chúc tới toàn thể ban lãnh đạo cùng các anh chị em nhân viên đồng nghiệp trong công ty cho năm mới có thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công để thực hiện được những kế hoạch, những dự định của mình. Và cũng xin gửi chúc tới tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc tất niên chào xuân mới 2020 của công ty Surina. Sang năm Canh Tí an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ, phát tài phát lộc. Năm 2020 em xin kính chúc các anh chị trong công ty một năm mới thành đạt và được mục tiêu trong tương lai. Chúc các quý vị ở đây một năm mới thật sung vầy, hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy và tiền bạc như nước. Dạ, em xin chào mọi người, em tên là Thoa. Hiện em đang là kế toán kho ở chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ tháng 9 năm 2019. Trong suốt quá trình làm việc thì em đã nhận được rất là nhiều sự hướng dẫn cũng như sự hỗ trợ từ các anh chị ở Hà Nội. Nhờ đó mà em đã được học hỏi thật là nhiều kiến thức cũng như tích lũy thêm cho mình một ít kinh nghiệm làm việc. Em hy vọng là trong năm mới bản thân mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để quản lý và nắm bắt hàng hóa thật tốt. Bước sang năm Canh Tí thì em kính chúc toàn thể các anh chị trong công ty trách nhiệm hữu hạn Surina sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc và đón một cái Tết no ấm hạnh phúc bên gia đình. Dạ em xin chào mọi người, em tên là Uyên, hiện em đang làm kế toán kho ở chi nhánh Hồ Chí Minh. Em mới bắt đầu làm việc vào giữa tháng 11 năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên mà em làm quen với công việc kế toán kho. Mọi thứ thì đều rất là mới mẻ.
Tuy nhiên thì với môi trường làm việc tích cực, thân thiện, em mới nhận được rất là nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân và sự trải nghiệm. Em mong muốn trong năm mới công việc sẽ thuận lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ của các anh chị đã hoàn thiện hơn trong công việc. Năm mới tới đến thì em kính chúc đại gia đình Subina có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào tất cả mọi người, năm mới đã cận kề rồi thì mình xin gửi lời chúc đến các lãnh đạo công ty, anh chị em trong công ty cùng các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc công ty thân yêu của chúng ta trở thành một mái nhà chung đoàn kết hài lòng, tràn đầy tình thương và trách nhiệm, mỗi ngày một niềm vui và mỗi ngày thành công rực rỡ. Chúc mừng năm mới. Câu này hơn hẳn mấy phân hoa, phúc lộc đưa nhau đến từ nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Năm mới chúc nhau sức khỏe giàu, bạc tiền rủng rỉnh, thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc, bạn bè quý, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tươi trẻ, chúc an khang. Chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang.